Thưa quý vị, tự ý cơi nới thành thùng xe để chở hàng hóa vượt quá mức cho phép, chở quá chiều cao, quá tải trọng để đất đá rơi vãi xuống đường là các lỗi vi phạm mà các loại xe tải ben thường mắc phải. Những vi phạm trên có thể dẫn đến nhiều hậu quả nghiêm trọng như làm hư hỏng cầu đường, nguy hiểm cho những người và phương tiện tham gia giao thông, ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường. Để góp phần ngăn chặn thực trạng này, lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh đã tăng cường triển khai đồng bộ các biện pháp xử lý các xe ben vi phạm luật giao thông trên địa bàn tỉnh. Có mặt trên tuyến quốc lộ 1A đoạn từ đường Tránh Huế thuộc thị xã Hương Trà đến địa phận xã Phong An, huyện Phong Điền, khu vực có nhiều mỏ đất đá đang khai thác phục vụ nhu cầu xây dựng của nhiều địa phương trên toàn tỉnh. Có thể dễ dàng nhận thấy các loại xe tải ben với đủ kích cỡ, tải trọng hoạt động liên tục. Từng đoàn xe nối tiếp nhau chủ yếu chở các loại đất đá phục vụ nhu cầu sàn lấp mặt bằng xây dựng. Theo quan sát, nhiều xe ben chở đất đá cao quá thành xe, bạt che phủ sơ sài khiến đất đá rất dễ rơi vãi ra đường, gây ô nhiễm môi trường, nhất là nguy hiểm cho các phương tiện và người cùng tham gia giao thông. Đặc biệt, để có thể chở nhiều hơn mức cho phép, rất nhiều xe tải ben đã tự ý cơi nới thêm thành xe, khiến phương tiện vượt xa mức tải trọng theo quy định. Chỉ trong một buổi tiến hành kiểm tra, lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện xử lý hơn 10 trường hợp vi phạm với nhiều lỗi như chở hàng rơi vãi, vượt quá chiều cao, lắp thùng xe có kích thước không đúng quy định, chuyển hướng, chuyển ngang không có tín hiệu báo trước, không có giấy phép lái xe. Có vi phạm chở quá chiều cao ạ. Dạ, do cái trước vận chuyển là thấp quá nên bọn em phải bông như vậy để mà điều kiện để bù đóng ngân hàng rồi. Dạ, là do cái trước bữa vận chuyển bữa nay nó thấp quá, xe cô đóng quá nên phải tài như vậy để bù lại, để hao mòn về cái để ta tiếp đóng ngân hàng rồi cho nhà xe. Chuẩn bị bước vào mùa xây dựng, tình trạng xe tải chở quá khổ, quá tải, rơi vãi vật liệu ra đường, vi phạm về môi trường trên địa bàn thị xã Hương Thủy ngày càng gia tăng. Nhiều xe chở đất đá che chắn sơ sài, không đảm bảo để vật liệu rơi xuống mặt đường, phát sinh bụi bẩn, gây ảnh hưởng tới đời sống sinh hoạt của người dân. Cùng với lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh, công an thị xã Hương Thủy cũng tập trung tuyên truyền và xử lý nghiêm xe tải ben cố tình vi phạm luật giao thông. Để chứng chỉnh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm mà về phạm luật giao thông đường bộ đối với các ô tô tải và ô tô tải ben, thì trong thời gian đến thì công an thị xã Hương Thủy sẽ có kế hoạch phối hợp các đơn vị mở đợt cao điểm xử lý xe tải ben vi phạm về phạm luật giao thông đường bộ, tập trung là xử lý đối với các lỗi là chở hàng quá khổ, quá tải, chở hàng rơi vãi. Để ngăn chặn xử lý tình trạng xe ben vi phạm luật giao thông đường bộ, lực lượng cảnh sát giao thông đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp thiết thực. Phòng cảnh sát giao thông đã mời 50 doanh nghiệp, đơn vị hoạt động kinh doanh vận tải, trong đó phần lớn là kinh doanh vận tải bằng xe ben, đến dự hội nghị tuyên truyền về luật giao thông đường bộ và ký cam kết. Các chủ doanh nghiệp và hơn 500 tài xế đã cùng ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Bên cạnh đó, lực lượng cảnh sát giao thông trực tiếp làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý đối với xe tải ben hoạt động trên toàn tuyến. Được biết, từ đầu năm 2020 đến nay, thực hiện kế hoạch tăng cường kiểm tra, xử lý đối với xe tải ben, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đã phát hiện xử lý trên 200 trường hợp vi phạm. Trong thời gian qua thì đội tuần tra kiểm soát số 1 đã triển khai các đồng bộ các giải pháp từ vận động tuyên truyền doanh nghiệp, hộ cá thể kinh doanh vận tải xe ben, xe kéo tràm, giấm gỗ, chở giấm gỗ. Thì đội tuần tra kiểm soát số 1 đã vận động tuyên truyền cũng xử lý nghiêm các hành vi vi phạm luật giao thông đường bộ. Cái thực trạng các xe tải ben thì thường trên địa bàn thì thường qua thời gian vừa qua thì nổi lên là xe tải ben, xe giấm gỗ vì chở quá chiều cao và cơi nới thêm thành thùng xe, thì xác định các hành vi vi phạm đó thì đội tuần tra kiểm soát số 1 cũng đã tập trung trọng tâm xử lý các cái xe tải ben cố tình vi phạm cơi nới thùng thành thùng xe, chở quá khổ quá tải và để đất đá rơi vãi xuống đường giao thông. Xe tải ben thường được mệnh danh là hung thần trên đường bởi sự nguy hiểm xuất phát từ những lỗi vi phạm gây ra. Để xe ben không còn là nỗi ám ảnh về trật tự an toàn giao thông, ý thức tự giác chấp hành pháp luật của chủ xe và người điều khiển luôn đóng vai trò quan trọng mang tính quyết định.